Em xin chào tất cả các anh chị ạ. Rất nhiều các anh chị đang thắc mắc về cách sử dụng lò vi sóng kèm nướng của Sharp. Thì hôm nay đến với video này thì em sẽ giới thiệu cho các anh chị về cách sử dụng các cái chức năng của lò vi sóng Sharp. Đầu tiên thì chúng ta gồm có phía bên trái thì gồm có chức năng đó là vi sóng này, nướng này và vi sóng này là hấp ạ. Thì đầu tiên thì chúng ta ví dụ như chức năng nướng, chúng ta sẽ ấn vào nướng này. Đó. Thì đầu tiên thì chúng ta có thể điều chỉnh được cái công suất ở đây thì chúng ta cũng bằng thao tác đó là ấn vào đây. Nút này 700 này, 500 này, 300 này, 100 và 900 thì là lớn nhất. Còn chúng ta sẽ sử dụng núm xoay để cài đặt thời gian. Đó. Như này là 30 giây này. Đấy. 1 phút 20, 1 phút 40, ví dụ như em đang để là 1 phút 40. Sau đó chúng ta ấn nút start. Như vậy là lò đang hoạt động rồi ạ, đang chạy ngược vi sóng của chúng ta, đang chạy ngược thời gian đấy. Còn chúng ta muốn kiểm tra thức ăn của chúng ta đã trong lò vi sóng đã được hay chưa thì chúng ta sẽ ấn sử dụng nút dừng lại mà chưa thời gian chưa kết thúc, chúng ta ấn nút dừng lại cho em. Sau đó là mở ra. Kiểm tra thức ăn của chúng ta vẫn chưa đạt được và thời gian vẫn còn, chúng ta lại ấn nút start tiếp theo. Máy sẽ chạy. Và để hủy chương trình thì chúng ta ấn hai lần nút stop này giúp em. Đó, thì sẽ hủy chương trình. Tiếp theo thì đến cái chức năng nướng thì cũng tương tự như vậy nhé. Đó, chức năng nướng thì chúng ta ấn vào chức năng nướng này. Đầu tiên thì sẽ có là nướng kèm. Nướng này sẽ là nướng làm nóng lò trước. Và thời gian mặc định làm nóng lò sẽ là 30 phút. Nên nếu chúng ta có thời gian, chúng ta có thể sử dụng là nướng làm nóng lò trước. Thì chúng ta sẽ ấn vào. Đây, chúng ta có thể điều chỉnh này. Điều chỉnh nhiệt độ ở đây nha anh chị nhé. Đấy. Cao nhất là 230 và nhỏ nhất sẽ là 100. Đó, chúng ta chọn nhiệt độ, sau đó chúng ta cũng ấn nút start để làm nóng lò và thời gian làm nóng lò là 30 phút. Còn nếu như chúng ta muốn nướng luôn mà không cần làm nóng lò trước thì chúng ta lại ấn theo cho em một lần nữa vào chức năng nướng này. Như này ạ. Đây, đợi em một chút nhé. Bởi vì em ấn cài đặt kia rồi. Đấy, đầu tiên chúng ta mở lên này. Sau đó chúng ta ấn chức năng nướng này. Đấy, và ấn lần thứ hai này. Thì như vậy, như thế này sẽ là nướng và không làm nóng lò trước. Thì chúng ta có thể điều chỉnh bằng núm để tăng giảm nhiệt độ ở bên này. Đấy. Sau đó chúng ta ấn nút một nút start nữa để chúng ta cài đặt về thời gian. Đấy, xong đó chúng ta ấn thêm một nút start nữa là lò bắt đầu đi vào chế độ nướng. Và dừng lại thì cũng như vậy nhá. Các anh chị nhá, tạm dừng này. Đó, thì chúng ta mở ra kiểm tra, sau đó là chúng ta lại ấn nút start để máy chạy tiếp. Và nếu như hủy chương trình chúng ta ấn hai lần cho em. Đấy, như vậy như thế này sẽ là hủy chương trình rồi. Tiếp theo là đến cái chức năng nữa là chức năng hấp. Chức năng hấp này chúng ta ấn vào chức năng hấp này. Và chúng ta phải, đặc biệt là chúng ta phải thêm nước vào khay nước ở phía bên dưới nhá. Đây, núm nước đây ạ. Đó, chúng ta mở ra chúng ta cho nước vào. Chúng ta để lắp lại. Lắp lại và sau đó là chức năng nướng đây. Thì chúng ta có thể điều chỉnh về thời gian ở phía bên này. Còn cái công suất của chức năng hấp, chức năng hấp nhá. Thì công suất của chức năng hấp này thì mặc định là 100 độ C rồi, chúng ta không thể điều chỉnh được. Chúng ta chỉ có thể điều chỉnh về thời gian được thôi ạ. Tăng giảm thời gian thôi. Sau đó chúng ta ấn nút start. Đó. Như vậy là xong rồi cái chức năng hấp nhá. Và đặc biệt hơn là đối với dòng vi sóng Sharp thì có thêm một cái chức năng nữa, đó là chức năng nướng kèm vi sóng. Thì chúng ta cũng để ở bật vào chế độ nướng này. Chúng ta ấn 3 lần. Đó. Khi mà thể hiện cái biểu tượng trên này là nướng và vi sóng đây rồi. Và nhiệt độ đây thì chúng ta cũng tăng giảm như thế này nhá. Đấy, xong chúng ta ấn nút start, như vậy là đang hoạt động. Ví dụ ấn nút start để cài đặt thêm một thời gian nữa, xong là chúng ta ấn lần 2 start nữa là hoạt động thôi. Nó cũng tương tự như khi mà chúng ta sử dụng các cái chế độ nướng khác. Không có gì khác so với những cái chế độ khác cả. Đấy. Chúng ta ấn start lần đầu tiên là chúng ta cài đặt về nhiệt độ. Ấn lần thứ hai nữa là cài đặt về thời gian. Sau đó là ấn tiếp theo tục để chúng ta đi vào chế độ nấu. Tiếp theo thì chế độ hâm nóng. Bên này sẽ hâm nóng các cái thực phẩm như là cà phê hay là chúng ta muốn hâm nóng sữa này. Đấy, thì chúng ta ấn vào đây. Đấy, thì nó sẽ có cái gam ở đây rồi. Gam ở đây cho chúng ta. Đấy. Ấn hai lần để chúng ta điều chỉnh. Ấn tiếp tục để điều chỉnh cái thời gian. Thì chúng ta cứ ấn tiếp tục vào đây nhé. Sau đó chúng ta cũng ấn nút start.
để cho đi vào hoạt động, máy đi vào hoạt động nhá. Tiếp theo nữa thì chức năng đó là auto, menu auto này này, thì menu cái này sẽ gồm có 44 cái chức năng tự động, thì chúng ta sẽ xem trong sách hướng dẫn sẽ gồm có đầy đủ 44 chức năng là tự động rồi nhá. Thì sau đó chúng ta chọn cái chức năng mà mình cần, ví dụ ấn này. Đây em gửi cái chương trình hâm sữa nóng đi. Đấy, xong chúng ta ấn này, ấn vào cái menu tự động, nó có từ 1 đến 44 đấy, chúng ta sẽ chọn mà cả đến chức năng mà chúng ta cần. Sau đó là chúng ta ấn nút start. Đó, như này để chúng ta cài đặt về thời gian đấy. Đấy. Sau đó ấn nút start tiếp theo là máy sẽ đi vào hoạt động. Đấy. Khi mà bắt đầu chạy ngược dây này là máy bắt đầu hoạt động rồi ạ. Tạm dừng thì cũng như vậy, ấn nút một lần nút stop, và hủy chương trình thì ấn hai lần nút stop là sẽ hủy chương trình. Đó. Đó là các cái phím chức năng cơ bản để sử dụng lò vi sóng sáp kết hợp nướng và hấp. Thì em đã giới thiệu qua cho các anh chị rồi. Và để biết thêm thông tin chi tiết hơn hoặc anh chị còn thắc mắc nào đó mà anh chị chưa nắm vững thì anh chị liên hệ đến số hotline 0243 965 6067, hoặc anh chị qua gian hàng tại siêu thị điện máy Ecomart tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh để được gặp các bạn nhân viên tư vấn kỹ hơn về sản phẩm. Ecomart xin cảm ơn.